Yong muốn xây thêm hai trung tâm thương mại tại Cần Thơ, Bắc Giang. Yongmo cùng các đối tác đã trao thỏa thuận hợp tác nghiên cứu đầu tư trung tâm thương mại tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Bắc Giang. Tổng mức đầu tư của mỗi dự án là 250 triệu đô la Mỹ. Tại diễn đàn kinh tế Việt Nam Nhật Bản sáng ngày 16 tháng 12, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang và Công ty trách nhiệm hữu hạn Yongmo Việt Nam đã trao thỏa thuận hợp tác nghiên cứu đầu tư trung tâm thương mại Yongmo tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Bắc Giang mỗi trung tâm trị giá khoảng 250 triệu đô la Mỹ. Trước đó, ngày 25 tháng 10 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định cũng đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển dự án trung tâm thương mại Ion Nam Định với Ion Mo Việt Nam. Đầu năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng ban hành kế hoạch tổ chức lễ khởi công dự án Ion Mo Huế với tổng mức đầu tư tối thiểu là 3.916 tỷ đồng, tức 170 triệu đô la Mỹ, quy mô khoảng 8,6 hecta. Thành lập từ năm 1758, Aeon là một trong những nhà bán lẻ lâu đời nhất tại Nhật Bản. Tập đoàn này bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009 dưới hình thức văn phòng đại diện. Đến tháng 10 năm 2011, Aeon Mall Việt Nam chính thức được thành lập, chuyên đầu tư xây dựng, tổ chức, quản lý và kinh doanh các mô hình trung tâm thương mại, trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị hiện đại. Đến nay, Aeon Việt Nam đã đầu tư hơn 1,18 tỷ đô la Mỹ với 6 trung tâm thương mại tại các tỉnh, thành phố lớn của Việt Nam, gồm Yêu Mò Tân Phú, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Long Biên, Hà Đông, Hà Nội, Bình Dương và Hải Phòng. Đáng chú ý, tập đoàn này có kế hoạch phát triển khoảng 20 trung tâm thương mại tại Việt Nam, tập trung kinh doanh siêu thị và vui chơi giải trí. Năm 2022, 6 trung tâm thương mại lớn của Yêu Mò Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt gần 13,3 tỷ yên, tương đương khoảng 2.400 tỷ đồng. Lợi nhuận hoạt động cải thiện từ âm 83 triệu yên năm 2021 lên hơn 3 tỷ yên, tương đương khoảng 540 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Eon cũng đầu tư vào lĩnh vực tài chính tại Việt Nam thông qua thương vụ mua lại 100% vốn điều lệ của công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên biểu điện từ SeaBank với giá trị 4.300 tỷ đồng. Ngoài ra, Eon Financial, thành viên thuộc mảng tài chính của Eon, mới đây đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với SeaBank nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam.